thể thao Vít.com xin chào bạn. Vâng, đối với dòng xe đạp Peter thì hiện nay shop xe đạp thể thao Vít.com đang bán với giá rỉ hủy diệt không lối thoát. Và trong video này, shop sẽ làm video chuyên biệt giới thiệu về chiếc Peter Thunder đời 2020. Đây là những chiếc Peter đổi màu Chameleon bạn nhé. Và đối với cái dòng Peter đổi màu này thì đang có hai phiên bản, đó là phiên bản dùng tay nhôm liền khối và phiên bản dùng tay carbon liền khối. Đây là những chiếc tay lái carbon siêu đỉnh, đầu cá mập bạn nha, đầu cá mập rất đẹp luôn. Đây mang hiệu logo Peter số TT đấy, nhìn như số 7 vậy. Và hiện nay Peter đổi màu này shop đang có hai phiên bản là xe nhôm và đầu nhôm và đầu carbon, và đang có hai màu, đó là màu tem bạc titan và màu tem màu đỏ. Và đồng thời đang có hai size, đó là size 46 và 48 đó nha. Shop luôn đủ hàng, đủ màu, đủ size, đủ kiểu dáng, đủ phiên bản để bạn dễ dàng chọn lựa khi đến với shop xe đạp thể thao. Và đặc biệt đối với dòng xe đạp đua Peter này thì shop đang bán với giá rẻ hủy diệt luôn, giá rẻ không lối thoát. Đến với shop chỉ chọn màu, chọn size là xe sẽ về đến tận nhà bạn, bạn không cần phải lăn tăn gì. Và ngay bây giờ shop sẽ lấy một chiếc Peter Thunder, đây là màu Chameleon Rich, tức là tem màu đỏ bạn nha. Shop sẽ review cận cảnh chi tiết luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây là chiếc xe đạp đua Peter Thunder đời 2020 màu Chameleon Rich, tức là đổi màu và tem đỏ bạn nha, đổi màu và tem đỏ. Và đối với dòng xe đua Peter đổi màu này thì trong năm 2020 này, xem hãng Peter đã có những điểm gì thay đổi đối với dòng đổi màu này. Và ngay bây giờ shop sẽ đi cận cảnh chi tiết luôn. Đối với khung thì được làm bằng carbon với thiết kế thể thao mạnh mẽ nhưng những đường góc rất uyển chuyển, nhẹ nhàng, mềm mại. Đây, công nghệ EPS Technology là công nghệ bạn nhé, EPS là công nghệ sản xuất chiếc khung này, carbon nano, đó là chiếc khung này sản xuất bằng carbon nano siêu nhẹ, nano là cái công nghệ vi. Và đặc biệt để đổi màu được cái xe này gọi là đổi màu thì cái chất sơn này là một cái chất sơn đặc biệt, đây là một cái hạt kim tuyến, nên gọi như thế, nó sẽ có nhiều góc cạnh để khi chiếu ánh sáng vào khác nhau thì nó sẽ phản xạ ánh sáng và nó sẽ thay đổi ra những cái màu khác nhau nhé. Đây ví dụ như ở cái phần này đấy, bạn thấy có màu xanh này, màu tím huế này, sau này một chút nữa để ra màu đỏ đấy, mình thay đổi góc nhìn đấy, thay đổi góc nhìn nó sẽ thay đổi màu sắc bạn nhé. Thì đối với cái dòng khung đổi màu này thì khi bạn chạy ở những cái khung giờ hay những cái thời tiết ánh sáng khác nhau thì nó sẽ ra những cái màu khác nhau. Khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, khóa cọc in âm đây bạn nhé, đây là khóa cọc in âm. Và ở chiếc Thunder này thì sử dụng một cái tay lái cực khủng luôn, kiểu đầu cá mập bạn nhé, carbon liền khối vô tăng, đây kiểu đầu cá mập của hãng Peter luôn. Toàn bộ cáp thì âm trong tay lái và âm trong khung, tạo nên thiết kế hoàn mỹ về khí động học cũng như là thẩm mỹ bạn nhé. Đây có những cái đường vân tem phản quang ở đây. Đối với cái đời xe Thunder này thì dùng tay carbon đang có hai màu bạn nhé, thì nó khác nhau là cái tem này này, đây là tem đỏ này, còn chiếc này là tem bạc titan đó.
của cái dòng tay phiên bản tay carbon này. Và vành thì như nào đây ạ? Vành chiếc này thì sử dụng vành cặp vành của hãng cặp vành này mới đấy bạn nhé. Cặp vành này của hãng Hitchupic, cái hãng Hitchupic. Nhưng mà đây là cái phiên bản vành mới này, bạn nhìn này, bình thường người ta ghi chữ Hitchupic trên này, nhưng mà thay vào đó bây giờ phiên bản mới người ta ghi chữ Rod. Chữ Rod này cũng là dùng tem phản quang luôn này. Cân quy 6.0. Vành này vẫn là vành nhôm hai lớp bạn nhé, vành nhôm hai lớp cao 4 cm, nan hoa dẹt, chân nan hoa bằng inox, đùm chạy cốt bạc đạn, chụp tháo lắp nhanh. Lốp thì sử dụng lốp Ultra Sport 700x25. Xe đẹp, xe tốt khi bạn đến với shop xe đạp thể thao Phích Trường Thọ. Cặp vành này là cặp vành từ Hitchupic nhưng mà đời 2020 bạn nhé, đấy nó khác. Rồi tiếp theo chiếc này sử dụng full group Shimano 105 R7000. Thì full group gồm có tay đề lắc 105 R7000, phanh trước phanh sau 105 R7000. Bạn phân biệt cho mình nhìn rất là nhanh thôi, không cần phải nhìn cái model. Đối với R7000 thì đầu này nó màu đen bạn nhé, đầu này màu đen. Đời trên của R7000 gọi là đời cũ hơn ý, đầu nó màu bạc, đó là 5008. Mình phân biệt rất là nhanh luôn. Tay đề lắc 3:1, bóp vào nào phanh này, đẩy lên này, lên lít, xuống lít. Còn bên này là lên đĩa này, xuống đĩa này. 3:1, phanh trước phanh sau 1.5 R7000. Gạt đĩa Shimano 1.5 R7000. Đùi đĩa 1.5 R7000. Đấy, full group bạn nhá. Đây R7000 ta ban kia đây. Gạt lít 1.5 R7000. Lít 11 tầng. Xích Japan Shimano. Xích này xích Shimano HGX11. Đấy, đây là cái model của xích Shimano này. Xe tuyệt đẹp bạn nhá, khi đến với shop xe đạp thể thao Phích Trường Thọ. Và đối với dòng xe Twitter thì hiện nay shop đang bán rất là nhiều, từ T10 Pro Slipper đến Thunder, đủ màu đủ size. Nên là các bạn đến với shop thì dễ dàng chọn cho mình được chiếc xe đạp như ý, từ model, kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc. Và đây, trong video này shop đang làm chuyên về Twitter đổi màu bạn nhá. Twitter đổi màu đang có hai phiên bản, đó là tay nhôm và tay carbon, và đang có hai màu, đó là màu tem bạc titan và màu tem đỏ, và đang có hai size, đó là size 46 và 48. Shop đủ màu, đủ size, đủ kiểu. Bạn thích chiếc nào thì liên hệ với shop để chọn màu đó. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Phích Trường Thọ vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu về những sản phẩm shop đang bán trên thị trường. Shop bán đủ các chủng loại từ xe đua, địa hình, hybrid, touring, xe gấp, xe nam, xe nữ, xe city bike, thành phố, không thiếu chủng loại nào, nhiều mức giá, nhiều kiểu dáng, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ. Bạn thích chiếc nào thì liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn chuyên sâu hơn. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những sản phẩm tiếp theo.